Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì tôi giới thiệu đến anh em chúng ta chiếc máy bào cầm tay Makita M192B đang được Vinachi Việt Nam phân phối. Giúp anh em chúng ta bào những bề mặt ở khối gỗ thô lấy hình dáng, tạo đường nét đi vào hoàn thiện sản phẩm những mặt hàng đồ gỗ nội thất một cách nhanh chóng. Như là bào yếm, ghế đôn các loại, tủ nội thất hay là làm công trình như là cầu thang, cột nhà, cánh cửa, vân vân. Sản phẩm thì nhỏ gọn, thuận tiện ở mọi vị trí làm việc, kể cả là không gian nhỏ hẹp, dễ dàng di chuyển, mang lại giá trị cao trong quá trình anh em chúng ta sử dụng. Bây giờ thì tôi sẽ đi mở hộp để tìm hiểu về sản phẩm. Khi anh em chúng ta mở hộp ra, đầu tiên là một sách hướng dẫn sử dụng, đi kèm là một phiếu bảo hành chính hãng của Makita. Bên trong sách hướng dẫn này thì có rất nhiều ngôn ngữ và có tiếng Việt. Anh em chúng ta sẽ mở để đọc, tìm hiểu thêm về cách sử dụng máy. Và một chiếc cữ lắp nghiêng và một hộp phụ kiện. Hộp phụ kiện này thì dùng để lắp, để mài lưỡi bào trong quá trình anh em chúng ta sử dụng. Còn cái cữ lắp nghiêng này thì lát tôi sẽ hướng dẫn em chúng ta cách lắp đặt. Và đây, nhân vật chính của chúng ta, máy bào cầm tay Makita M192B. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn anh em chúng ta cách lắp đặt cái cữ nghiêng này. Anh em chúng ta sẽ nới lỏng cái núm này ra. Cái cữ nghiêng này thì anh em chúng ta công việc phù hợp bên trái thì anh em chúng ta lắp bên trái, phù hợp bên phải thì anh em chúng ta lắp bên phải. Rất là thuận tiện. Đó, sẽ như thế này. Để anh em chúng ta bào nghiêng. Và anh em chúng ta giới hạn cữ. Anh em chúng ta muốn khẩu độ bao nhiêu hay là cữ bào như nào thì anh em chúng ta sẽ chỉnh ở đây nữa. Bây giờ thì anh em sẽ cùng tôi đi tìm hiểu về sản phẩm. Thiết kế của máy bào thì có kiểu dáng sang trọng, bắt mắt, tạo ấn tượng cho người dùng. Và anh em chúng ta luôn phải để ý cái logo in nổi Makita ở trên thân máy, tem 7 màu chống hàng giả hàng nhái khi mua hàng của hãng Makita. Bên ngoài của máy thì là một hợp kim cao cấp và nhựa tổng hợp, cách điện, cách nhiệt và chịu lực rất là tốt, không bị biến dạng khi tác động mạnh vào thân máy. Máy thì sử dụng nguồn điện 220V, dây điện thì dài 2m, được bọc cao su, cách nhiệt, cách điện rất là an toàn. Tổng trọng lượng cả máy là 2,7kg, rất là đầm chắc. Về cách sử dụng và chi tiết của sản phẩm, chỉ cần ấn cò trên tay nắm để khởi động máy. Bên cạnh có một nút giữ cò để anh em chúng ta có thể thuận tiện trong quá trình làm việc dài. Máy có công suất là 580W, rất khỏe, giúp anh em có thể bào mượt mà, nhẹ nhàng ngay trên tất cả những bề mặt của khối gỗ cứng. Tần số là 50-60Hz. Tốc độ không tải của máy bào là 16.000 vòng trên 1 phút. Được truyền tải từ động cơ đến trục bào làm việc qua dây cu loa nên độ bền và tốc độ đảm bảo sự mạnh mẽ trong quá trình sử dụng. Anh em có thể thấy hiệu quả làm việc và độ chính xác khi sử dụng sẽ đạt được sản lượng công việc như mong muốn. Phần ống thoát phân bào thừa được thiết kế ở bên trên đảm bảo việc vệ sinh hiệu quả hơn trong quá trình làm việc. Đặc biệt là phần thiết kế mặt bào được làm từ hợp kim cao cấp, độ rắn chắc và chịu nhiệt tốt, không bị cong vênh theo thời gian sử dụng. Còn về thao tác chỉnh độ nông sâu của máy bào là anh em chúng ta chỉ cần việc điều chỉnh cái núm bên trên này. Độ ấn sâu của lưỡi bào là từ 0 đến 1mm và cái đường rộng tối đa của lưỡi bào là 82mm. Anh em có thể thấy thiết kế của máy bào này nó có một miếng xốp nằm ở giữa mặt bào và mặt nhựa này. Nó có tác dụng là trong quá trình làm việc thì những phân bào thừa nó sẽ bắn, nó làm kẹt, nó sẽ ảnh hưởng tới việc điều chỉnh độ nông sâu lên xuống ở đây. Nên là nhà thiết kế họ thiết kế miếng xốp này để giúp anh em chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Còn về kích thước của máy, có tổng chiều dài là 28,5cm, chiều cao là 16cm và chiều rộng là 15,7cm. Với thiết kế như này sẽ giúp anh em chúng ta làm việc ở mọi không gian dễ dàng tạo đường nét trên những bề mặt của khối gỗ như là làm cầu thang hay là những sản phẩm đồ gỗ nội thất. Anh em mà đang xem video thì nhớ ấn like, bấm đăng ký kênh để đón xem những video hữu ích từ Vinachi Việt Nam nhé. Đó là tổng quan toàn bộ thiết kế của chiếc máy bào Makita này. Anh em chúng ta có một điểm nữa là cái phần thổi than được nằm bên ngoài, giúp anh em chúng ta có thể dễ dàng thay thế khi sử dụng. Anh em chúng ta sẽ sử dụng cái lục lăng ở phía dưới cạnh tay cầm này để tháo mở lưỡi. Trong quá trình anh em chúng ta sử dụng, lưỡi nó sẽ bị cùn. Anh em chúng ta tháo ra và sử dụng cái bộ cữ lưỡi mài này để mài và một cái bộ cữ này để lắp lưỡi. Về thiết kế của lưỡi bào được làm từ chất liệu thép HHS nên là có độ bền bỉ và độ sắc bén cực tốt. Còn về kích thước của lưỡi, có chiều dài là 82mm, rộng là 29mm, dày là 3mm. Với cái review vừa rồi thì anh em chúng ta có thể thấy được cái sức mạnh của chiếc máy bào cầm tay
Makita M1902B này. Vậy anh em chúng ta mà muốn sở hữu sản phẩm thì có thể để lại số điện thoại ở phía dưới phần bình luận, nhân viên sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.